Vâng, shop âm thanh Đạt Trần em xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Và em là Đạt Trần, các bác nào có nhu cầu mua sắm, tư vấn các thiết bị âm thanh bãi, mời các bác hãy alo trực tiếp cho em số máy 0983586968. Shop em với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, có ship hàng đi toàn quốc. Trong video clip giới thiệu sản phẩm hàng về buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2021, em Đạt Trần chính thức lên sóng cặp loa Pioneer S570, một dòng loa ngon bổ rẻ đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản. Dòng loa này đã quá nổi tiếng, nó chính là đàn em của S180A. Nếu S180A giá quá đắt thì các bác chơi cặp này vô cùng là hợp lý. Về cấu hình, loa mid cũng như là loa chép được sử dụng giống trên đời S180A. Loa bass cũng có thiết kế tương tự, nó chỉ nhỏ hơn về đường kính loa bass thôi. Các bác chơi cặp này rất là hợp lý và rẻ hơn rất là nhiều so với S180A. Chất âm thì đem lại hiệu quả không ngờ luôn, nó chỉ nhỏ hơn một chút thôi, còn lại thì chất âm nó như nhau thưa các bác. Cặp loa này thì sử dụng cấu hình một bass 26, màng giấy gân mút, xương gương đúc, một loa mid rất là lớn và một loa chép dom. Mặt trước có thiết kế hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Lỗ thông hơi cũng được thiết kế ở phía trước. Cặp loa thiết kế đối xứng với hai vế phân biệt trái phải có lỗ thông hơi. Và cặp này về cái e căng còn rất là đẹp. Cái e căng này nó thiết kế giống y chang e căng của S180A. Nó thay vì 570 nó sẽ thay bằng chữ S180. Đây, cái e căng còn rất là đẹp đây. Đấy. Vải zin khung. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Cặp này thì các bác chơi thực sự là ngon bổ rẻ. Vâng. Trở kháng của nó 6,3 ohm giống S180A. Độ nhạy 93 decibel và công suất là 80W cho một thùng. Vô cùng dễ dàng phối ghép với hầu hết các cái dòng âm đi của Nhật Bản. Đặc biệt là các cái dòng âm đi Samsung, Pioneer. Các bác tìm những cái loại khoảng 4, 5, 7 triệu đánh đã rất là hay trên cặp 570 này rồi. Tiếng của nó rất là mềm, tiếng bass đánh mềm, sâu, tròn. Phần trung âm lồng lộng và dày tép tơi. Tép này chỉ cho cái tiếng tép quá hay rồi. Cặp này về tình trạng còn rất đẹp. Em Đạt Trần xin mời các bác chúng ta cùng tiến lại gần, quan sát được chi tiết độ chất lượng của cặp loa này. Em này thì thiết kế vỏ vân gỗ với cái kích thước thùng như sau. Nó khá là nhỏ gọn, em xin đo cái kích thước cụ thể để các bác tham khảo kê bày và không gian nhà mình cho được hợp lý. Cặp này thì chiều cao 60, chiều rộng 35 và chiều sâu là 33cm. Với cái kích thước cũng khá là nhỏ gọn. Một loa bass đường kính 26. Đấy, xương kiềng gang đúc còn rất là mới. Màng giấy gân mút, một loa trung giấy và một loa. Loa này loa chép đo và hai vi tinh chỉnh. Cái mặt này nó làm rất là đẹp này, càng lau đi thì nó sẽ càng bóng. Đấy, logo S570 được thể hiện ở đây. Hai lỗ thông hơi, mỗi thùng một lỗ đối xứng nhau và cặp loa thiết kế hai vế đối xứng nhau rất là đẹp. S570 này, loa mid này, loa chép này, loa bass này. Đấy. Cấu hình loa còn rất là đẹp, căng mọng luôn. Thùng vách góc cạnh còn đẹp, em nó không có chảy xước. Còn đẹp không có chảy xước. Quay mặt sau cho các bác, các cái thông số họ cũng thể hiện đầy đủ ở trên này luôn. Đấy. Thùng vách còn rất là đẹp. Đấy, căng đây. E căng thì sẽ quay cả hai chiếc e căng cho các bác xem. Đây, cả hai chiếc e căng Pioneer S570. Một dòng loa ngon bổ rẻ. Và cặp loa này bên shop có mức giá bán rất là tốt, 11.500.000 đồng. Hôm trước thì shop có về được một cặp, nó màu nó không phải màu vân gỗ, giá cũng 11.500.000 và em bán ngay rồi. Hôm nay về cặp vân gỗ em cũng chỉ bán đồng giá 11.500.000. Các bác nào có nhu cầu alo cho em Đạt Trần. Số máy em là 0983586968. Shop Đạt Trần kính chúc với địa chỉ là phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng đi toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Các bác thấy chất âm của em
nó cực kỳ là phê. Bát 25 mà đánh như bát 30 luôn. Một chút nhạc rumba nhẹ nhàng sâu lắng. Các bác nhớ đeo tai phone vào để chúng ta được cảm nhận được rõ hơn chất âm của cặp lạch, một chất âm khá hay trong tầm giá, trong phân khúc giá bình dân hơn chục triệu đồng, kết hợp với melody khoảng 5 triệu đồng nữa là chúng ta đã có một bộ nghe nhạc với chất lượng rất là tốt. Âm thanh tuyển chọn không cần phải nhiều tiền, cho lại chất âm rất hay. Trầm sâu uy lực, tiếng trung tiếng chép rất là sáng, cực kỳ là chi tiết cũng như là bông tơi, thể hiện được nhiều thể loại nhạc, đặc biệt nhạc vàng thể hiện cực kỳ là tốt. Và cặp loa này, cặp loa hay trong tầm giá. Các bác nào đang có nhu cầu mua sắm thì có thể alo trực tiếp cho em. Cặp này là cặp cuối cùng về trong lô, được hai cặp S570, hôm qua bán một cặp rồi, hôm nay chỉ còn một cặp này thôi các bác nhé. Sáng ngày hôm nay.
Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi kênh bên em và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp loa F570 với mức giá 11.500.000 đồng, mời các bác alo cho em. Anh ở bên thủy con để thầm ngắm tay ngắm con ngủ say giấc nồng bè bàn mộng ước đêm đó. Ôi buổi ban đầu mới biết nhau, đêm trăng ước mộng hai mái đầu. Ước sao mình sống bên dẫu cho gió mưa bão vùng thề yêu nhau đến muôn ngàn sau. Anh đi ai xa bờ, vòng ba bước chân đường dài, niềm thương hòa chung non nước nhau ngày mai thái bình thì tình ta sẽ không liền.